sự kiện Việt Nam đoàn kết một lòng chung tay xây dựng mang tầm cao mới sự kiện Việt Nam mãi mãi không ngừng bay cao rạng rỡ xanh bước năm châu. Này bà lớn, chúng ta cùng nhau xây dựng. Dù bạn là MC hay bạn là ca sĩ, dù bạn là nhạc công hay là ánh sáng âm thanh, dù bạn làm nghề quay phim hay bạn làm nghề trang điểm, tất cả đều chung một lòng, tất cả đều chung một lòng mang lại sự thành công hạnh phúc cho mọi người. Dù có những lúc còn bao khó khăn, dù có những lúc biết bao thăng trầm, tất cả rồi sẽ qua đi. Bởi chúng ta luôn đồng tâm trong người. Sự kiện Việt Nam đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng mới tỏ cao mới. Sự kiện Việt Nam mãi mãi không ngừng bay xa rạng rỡ xanh bước năm châu. Tất cả anh chị em sự kiện thân yêu. Này bà lớn, chúng ta cùng nhau xây dựng. Dù bạn làm MC hay bạn làm ca sĩ, dù bạn làm nhạc công hay làm ánh sáng âm thanh, dù bạn làm nghề quay phim hay bạn làm nghề trang điểm hay làm bánh cơm xe hoa, tất cả đều chung một lòng mang lại sự thành công hạnh phúc cho mọi nhà. Dù có những lúc còn bao khó khăn và có những lúc biết bao muộn phiền, tất cả rồi sẽ qua đi. Bởi chúng ta luôn tận tâm trong nghề. Sự kiện Việt Nam Việt Nam.
đó chính là tất cả những tình cảm mà ca khúc bài ca sự kiện đã dành tặng cho tất cả anh chị em chúng ta. Và rất mong rằng tất cả anh chị em sự kiện chúng ta sẽ không những vươn xa trong đất nước Việt Nam, mà chúng ta sẽ cùng sánh bước với Nam Châu. Chúng ta hãy cùng dành cho Duy Thắng một tràng pháo tay thật lớn để cùng đón nhận ca khúc vừa rồi đấy ạ. Xin cảm ơn các anh.